đang trong tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Đây là luôn là vấn đề nóng hổi. Một trong những lối đi được các bạn trẻ Việt Nam lựa chọn đó chính là du học và làm việc tại các nước phát triển, và tâm điểm đó chính là du học nghề tại trường Australia. Với thời gian đào tạo ngắn, chi phí hợp lý, cơ hội việc làm định cư cao, thì đây là những yếu tố khiến du học nghề Australia ngày càng được ưa chuộng. In the situation of labor and employment in Vietnam today, too many teachers but lack of workers is always a big issue. One of the paths chosen by many young Vietnamese is to study abroad and work in a developed countries, with the focus being a vocational study abroad program in Australia. High employment and settlement opportunities are the factors that make Australian vocational training increasingly popular. Dạ vâng, để hiểu họ rõ hơn về chương trình du học tại Australia và phương án mà trường Sapston sẽ triển khai ở tại Việt Nam của chúng ta, thì xin trân trọng kính mời đại diện đến từ trường Sapston, bà Jasmine sẽ tiến về phía sân khấu để có đôi lời chia sẻ với toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. To better understand the Australia Vocational Training Program, we would like to have Miss Jasmine with the following sharing. Hello everyone, my name is Jasmine, so very glad to come here to visit everyone. So today I'm gonna share some introduction about our courses and also our products for you. Xin chào, tôi là Jasmine và hôm nay tôi rất là hân hạnh được đến đây để chia sẻ một số cái thông tin về các cái khóa học cũng như là các cái chi phí học tại Sapton. Yeah, so before I start, I'd like to share one of our video for you to have a glimpse of our school. Sau đây tôi xin chia sẻ một video clip về trường. Interesting, rewarding, and challenging. Unique, exciting. Teamwork, friendship, and learning. Very friendly and very team focused. Challenging, rewarding, and always welcoming. Welcome to Sharston. Study and make friends. Hey, so that's all. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Adrian Thailand Channel. วันนี้ค่ะเราอยู่ที่สถาบัน Sharston. That is another of our agent come to our campus to have a tour, and they shoot a promotion video for their students. Vừa rồi là một cái video quảng bá về hình ảnh cũng như là những cái thông tin về Sapton, một cái bức tranh toàn cảnh ạ. As you can see, we have a huge campus by the Brisbane River, and we are the only one private college in the whole Queensland who has that campus for students.
chúng tôi như các bạn vừa thấy rằng là trường Sapton thì có hai cơ sở ở Đông Nam Á, ở Đông Nam Queensland, Brisbane và bờ biển vàng. Khuôn viên chính của chúng tôi nằm ở ngoại ô Brisbane, trên sông Brisbane. Thank you. Yeah, so like you guys mentioned before, we have two parts of our whole courses. The first one is ELLI course, which means English learning for the foreigners. So we teach English for different age groups for different English language level. Khóa học của chúng tôi thì được chia thành hai phần. Một phần là ELLI course này là dành cho những sinh viên mà học tiếng. Yeah, so here you can see this is the very unique building of our college. This is the heritage one, which has more than 170 years history already. Đây là một tòa nhà độc nhất. Chúng tôi có rất nhiều di sản ở đây, trên 170 năm di sản. Shops operating for 27 years already since 1996. So we have more than 100,000 graduates from all over the world already. Với trên 27 năm kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi đã đào tạo trên 100,000 sinh viên tốt nghiệp ạ. Yeah, so we have some unique points for our students. The first one is we have the on-campus accommodation for adult students. Một trong những cái điểm độc nhất của trường Sapton đó chính là chúng tôi có hệ thống ký túc xá dành cho sinh viên lớn tuổi ạ. Yeah, this tall building with the signage is the on-campus accommodation. We have level 1 to 3 is offices and adult classrooms. From 4 to 10 is the accommodation for adult students. Như các bạn có thể thấy là trong tòa nhà này thì từ tầng 1 đến tầng 3 của chúng tôi thì là văn phòng và các tầng phía trên thì là khu ký túc xá cho các bạn sinh viên ạ. And we really care about our teachers' qualification and also our curriculum's calculation as we are the member of Australia English. Chúng tôi rất là quan tâm đến trình độ của giáo viên cũng như là chất lượng đào tạo của chương trình, cho nên là chúng tôi thuộc hệ thống đào tạo Anh ngữ của Australia. Yes, so here is the map of our campus. You can see it's very close to the Brisbane city, only take 10 to 15 minutes by public transportation. Như các bạn có thể thấy được là hệ thống khuôn viên của trường thì rất nằm rất gần trung tâm thành phố Brisbane, chỉ cách trung tâm thành phố từ 5 đến 15 phút đi bằng phương tiện công cộng. Yeah, every month we will host student activities based on different theme. Like every December we have the Christmas event, and for example, April we have an Easter exam because Easter is one of the biggest festival in Western countries. Hệ thống chương trình của chúng tôi thì có rất nhiều hoạt động cho các bạn sinh viên, ví dụ như là những hoạt động vào Giáng sinh và những hoạt động vào kỳ lễ Phục sinh ạ. And also we have another campus running ELLI course and vocational courses. It's located in Gold Coast. You can see here. So we have two campuses. Please remember that. Bên cạnh đấy thì chúng tôi còn có một hệ thống khuôn viên trường khác ở phía bờ biển vàng. Nên nhớ là chúng tôi có hai khu vực đào tạo. So there are two biggest city in the whole Queensland. First one is Brisbane, is the capital city. Another one is the Gold Coast. For Gold Coast, the people can enjoy the sea life near the oceans like that. Ở bang Queensland thì có hai thành phố lớn, một là Brisbane và thứ hai là ở bãi biển vàng. Thì khuôn viên ở bãi biển vàng thì sinh viên có thể tận hưởng cái không gian của biển. So here is some examples of our English program. As you can see, we can teach different English level from beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate.
upper endemia advanced and a proficiency level, so which means no matter you have no base knowledge of the English or you are excellent English, you can find the correct course for you or your students. Như trên hình đây là ví dụ của một chương trình đào tạo tiếng Anh của chúng tôi. Thì như mọi người có thể thấy được là chương trình đào tạo trải dài từ những trình độ là beginner, là trình độ bắt đầu, đến những trình độ của những sinh viên đã thành thạo tiếng Anh rồi. Thì không quan trọng về việc là trình độ tiếng Anh của bạn ở đâu, thì trường Sharpton đều có thể cung cấp được một khóa học có thể phù hợp với bạn. Another main point of our course is we really care about the nationality mix, which means that your students can get friends from other countries very easily. So most of our students are from the Latin America, Europe, Japan, Thailand, China mainland, Taiwan, Hong Kong. Chúng tôi rất là quan tâm đến đa dạng văn hóa, cho nên là các bạn sinh viên khi qua trường Sharpton thì có thể kết bạn với cả rất nhiều sinh viên đến từ các nền văn hóa khác, ví dụ như là ở châu Âu, ví dụ như là ở Mỹ, ví dụ như là ở Trung Quốc, ví dụ như là ở Nhật Bản, vân vân. Another one thing, Sharpton is the Cambridge Exam Center, so it is authorized by Cambridge Assessment. Students can study Cambridge English and also take the exam on our campus. Trường Sharpton là một đối tác của trung tâm khảo thí Cambridge. Vì lý do đấy cho nên chúng tôi có thể tổ chức được những kỳ thi của Đại học Cambridge tại chính khuôn viên của trường ạ. Yeah, so here is some English course introduction here. So first, or if the student has a very limited English, so they can start from the general English. It's kind of like to help the student to build up their English foundation. We will help them to build up their grammar skill, listen, speaking, writing, and reading skills to help them to get ready to study for the academic results. Như bạn có thể thấy là đây là phần giới thiệu về cái khóa học cơ bản tiếng Anh. Thì ở cái khóa học cơ bản này ấy, thì chúng tôi dạy các bạn học viên tập trung vào các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để các bạn có thể sẵn sàng tham dự những cái khóa học tiếng Anh học thuật sau này ạ. Yeah, especially for students who want to come to Australia to improve their English and then come back to Vietnam to get a job, general English will be their first step to start with. Đối với những bạn học viên mà muốn học tiếng Anh và sau đó rồi quay trở lại Việt Nam để có thể học tập những cái chương trình xa hơn, thì cái khóa học tiếng Anh nền tảng này là một khóa được khuyên dùng ạ. Yeah, and also we truly understand some students, they want to study for a while, then going to university in Queensland or other cities, so they can jump to the IELTS preparation after study that to make sure they match the English requirement. Đối với những bạn học viên mà muốn tham dự vào những cái khóa học tại những trường đại học ở Úc, thì các bạn sau cái khóa học tiếng Anh nền tảng, các bạn có thể vào những khóa để luyện tập cho kỳ thi IELTS để các bạn có thể đạt được tiêu chuẩn đầu vào của các trường đại học ở Úc ạ. Yeah, so you might ask about how many hours the students might need to study. So our courses, no matter which kind, it starts from Monday to Friday and the student need to come to school around 8:30 to start and the whole course will finish around 2:30 at the PM. Đối với cả hai khóa học của chúng tôi, từ khóa tiếng Anh nền tảng đến khóa chuẩn bị kỳ thi IELTS, thì các bạn học viên sẽ học từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 8:30 buổi sáng và kết thúc vào 14:30 buổi chiều. And then we also have the Cambridge exam preparation. Because that we are the Cambridge Exam Center, so we also have the Cambridge English. It's more like the academic English to help students to make sure they can enter no matter the vocation courses or the bachelor degrees in Australia. Bên cạnh đấy thì chúng tôi còn có những khóa để chuẩn bị cho các kỳ thi của Cambridge. Ví dụ như là các kỳ thi như CAE hoặc là CPE. Thì các khóa này thì cung cấp cho các bạn học viên những cái kiến thức về học thuật để các bạn có thể tham dự vào những cái chương trình học nghề hoặc là học đại học ở các trường đại học ở Úc ạ. Yeah, so Cambridge, we currently have a 3 levels for students. So from B2 to CE to C2 is means different levels.
So student can study for 12 weeks, then they can attend the exam on campus. Yêu cầu đầu vào của các khóa học chuẩn bị cho kỳ thi Cambridge này thì chia thành các mục, ví dụ như là từ B2 cho đến C2. Thì các bạn học viên tham gia các khóa này trong vòng 12 tuần để các bạn có thể sẵn sàng tham dự ở kỳ thi đó. Sorry, I think I forgot something. Yeah, also this course is a start from 8:30 through the 2:30 p.m. as well. So it's 20 hours every week. Cũng tương tự như là các cái khóa học trước thì các khóa học chuẩn bị cho kỳ thi Cambridge này thì cũng bắt đầu từ 8:30 phút sáng đến 14:30 phút chiều, từ thứ hai đến thứ sáu, tổng cộng lại là 20 tiếng một tuần. Okay, so for our Eliquis students, we have a program, it's called a job ready program, because as you might know, students in Australia who is holding the student visa, they can work and study at the same time. Bên cạnh những cái chương trình học tiếng thì chúng tôi cũng cung cấp những cái khóa học để cho các bạn sẵn sàng làm việc. Các khóa này là các bạn học tiếng đồng thời với cả học đào tạo về nghề ạ. Yeah, so most students come to Australia, firstly, they will start to work in cafe shops or the restaurants. So we have this program to help them to get ready in the Australia working environment. Hầu hết các bạn sinh viên khi mà mới sang Úc thì thường các bạn sẽ làm việc trong những cái ngành dịch vụ, ví dụ như quán cà phê hoặc nhà hàng. Thì khóa học này giúp cho các bạn để hiểu được cái môi trường làm việc với văn hóa làm việc tại Úc. Yeah, so we have a two parts of this job ready program. So first is barista to teach them how to make coffee. Yeah, and then we also have hospitality courses to let them know how to be a waiter or the waitress in Australia, including the dressing code and also the table service things. Khóa học này thì chúng tôi cung cấp hai học phần chính. Một là khóa học pha chế dành cho những bạn mà muốn làm ở các cửa hàng cà phê để các bạn có thể pha chế cà phê. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi có khóa nhà hàng khách sạn, là các bạn học về những cái quy tắc, những cái nguyên tắc, ví dụ như từ cách ăn mặc, từ cách phục vụ ở các nhà hàng để các bạn có thể sẵn sàng làm việc ở những môi trường đó. Yeah, our LA course designed for adult students, and also we have programs for under 18 students, which means like a primary school students, high school students. Ngoài những cái khóa học dành cho những bạn sinh viên trên 18 tuổi ra thì chúng tôi cũng cung cấp các khóa học dành cho những bạn học viên nhỏ tuổi, từ học sinh cấp 1 đến học sinh cấp 2. Our school work with Queensland government schools and our course is recognized by the government. Các khóa học của chúng tôi thì được làm việc trực tiếp với cả chính phủ của bang Queensland, cho nên là các chương trình học của chúng tôi thì được chính phủ chấp nhận. Yeah, so first one thing is primary English preparation course. This course is for students who want to come to Australia to study in the primary school, no matter government school or the private school. Khóa học đầu tiên chúng tôi thì là khóa học tiếng Anh tiểu học, thì dành cho những bạn học sinh nhỏ tuổi muốn sang Úc để học các trường tiểu học trong hệ thống công lập hoặc là hệ thống ngoài công lập của Australia. Yes, student can come to our school to study 10 weeks, then they can enter the primary school. Học viên sang đây thì các bạn học tiếng Anh trong vòng từ 10 tuần và sau đó các bạn có thể tham dự vào các bạn có thể tham gia vào các trường tiểu học ạ. Yeah, one unique point for the primary school is if student come to Australia to study in primary school before the student turn to 12 years old, or which means graduated from the primary school, one of the parents or the guardian has to come with the students to camp the student during the whole primary life. Đối với những bạn học viên mà tham dự chương trình tiểu học này thì có một yêu cầu của chính phủ, đó chính là phải có bố hoặc mẹ hoặc là một người giám sát để theo sang Úc cùng các bạn ý để học toàn bộ cái chương trình tiểu học này. And then is the most popular program for this sector is the high school preparation. Cái chương trình phổ biến nhất trong cái khóa học cho các bạn học viên trẻ tuổi của chúng tôi là chương trình tiếng Anh dành cho các bạn học sinh cấp 2, cấp 3. For high school, which means junior high school and senior high school, is from year 7 to year 12.
Chương trình này dành cho các bạn học viên từ lớp 7 đến lớp 12 ạ. Just close that can be easier to look all the curriculum. Yeah, so for the under 18 students, the most of our students come from China, mainland, Vietnam, Thailand, Korea, Colombia, and Japan. Ở chương trình này thì các bạn học viên của chúng tôi hầu hết là đến từ Trung Quốc đại lục, đến từ Việt Nam, đến từ Thái Lan, đến từ Colombia và đến từ Nhật ạ. Yeah, so students, if they already have the English results, like IELTS results or the AEAS test, we can use that test. Or student can take our online test to, and then we can see the student English level. Then we will suggest how many weeks the student will need before enter the high school. Đối với các bạn học viên muốn tham dự chương trình này thì chúng tôi có, nếu như các bạn đã có những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế rồi, thì chúng tôi sẽ sử dụng cái kết quả đó. Bên cạnh đấy, nếu mà các bạn chưa thi chứng chỉ thì chúng tôi sẽ có những cái bài kiểm tra để biết được là trình độ các bạn ở đâu, để có thể là đưa ra những cái chương trình học tiếng Anh trong vòng bao nhiêu tuần để các bạn có thể tham gia vào chương trình học cấp 2, cấp 3. Yes, so for high school students, which means from year 7 to year 12, they can come to Australia by themselves. The parents don't need to go with them. Khác với cả chương trình tiểu học thì chương trình cho cơ sở trung học phổ thông này thì các bạn học viên có thể sang Úc một mình mà không cần có người giám hộ đi kèm ạ. Yes, at this point we provide accommodation. It's called a homestay program. So our school run the homestay program by ourselves. So we will take care of these students with the host families. Đối với những chương trình này thì chúng tôi có chương trình homestay, có nghĩa là các bạn học viên sang thì sẽ ở cùng với cả một cái gia đình bản địa của Úc. Thì những chương trình này là do chính trường Shafton tổ chức, có nghĩa là trường Shafton sẽ lựa chọn các gia đình để các bạn học viên có thể sang ở cùng ạ. And the primary English preparation and the high school preparation is kind of like the long-term study. Student can use that course to apply for student visa. Chương trình tiếng Anh tiểu học và chương trình tiếng Anh cho cơ sở trung học phổ thông là những chương trình dài, cho nên là các bạn học viên có thể xin visa sinh viên. Okay, and for students, because we know we have summer holiday and a winter holiday, so we have a junior camp for the short-term course. This course is not eligible for student visa. They can come to Australia holding the visitor visa. Bên cạnh đấy thì chúng tôi có hai kỳ nghỉ lễ là kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông. Thì trong hai kỳ nghỉ đó thì chúng tôi tổ chức những cái trại hè cho các bạn học viên. Tuy nhiên thì đây là trại hè ngắn hạn, cho nên các bạn học viên sang sẽ không xin được visa của học sinh mà các bạn sẽ phải xin visa du lịch ạ. This program is for 3 to 6 weeks, and students come to Australia to learn some English and have some activities, and also they will have some events on campus, then to help them make friends from other countries. Ở những chương trình này thì các bạn học viên sẽ tham dự từ 3 đến 6 tuần. Các bạn sẽ học tiếng Anh. Bên cạnh đấy thì sẽ có những cái hoạt động để có thể tìm hiểu văn hóa và có thể kết bạn với cả các bạn học sinh khác từ khắp nơi trên thế giới. And also, if you have the group of students or maybe like adults, they want to come to Australia for like more than 1 week, we have a study tour program for them. It's also good for like company or university. It's no matter how old the students. At least if they are above 12 years old, we can arrange accommodation for them. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng có những chương trình dành cho những học viên trên 18 tuổi với thời lượng tùy phụ thuộc vào yêu cầu. Đối với tất cả những sinh viên miễn là trên 12 tuổi theo luật của bang thì chúng tôi đều có thể là sắp xếp được cơ sở vật chất và nơi ăn chốn ở cho các bạn ạ.
And we hear our students live with us, so we have different clubs for our students. The student activities I have mentioned before, every month we will have a theme and to host some events for them. Chúng tôi rất quan tâm đến điều kiện sống của bạn học viên, cho nên là chúng tôi tổ chức những câu lạc bộ để các bạn có thể tham gia. And also we have a cooking club, music club, sports club, and a movie club for all students. They can choose based on their habits or their preference. Then they can make friends with other courses. Chúng tôi có những câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ nấu ăn, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ phim. Thì các bạn học viên có thể lựa chọn các câu lạc bộ này phụ thuộc vào sở thích của các bạn. Và các bạn có thể kết bạn được với cả những người mà có chung sở thích ạ. And this is accommodation for our students. The on-campus accommodation I mentioned before is eligible for students over 18 years old. Như mọi người có thể thấy được là đây nó là khu ký túc xá của trường. Thì khu ký túc xá này thì phục vụ tất cả những bạn học viên mà trên 18 tuổi ạ. If student want to live in the center of city, we cooperate with the student one. It is a student accommodation, and the student over 17 years old can choose this option. Đối với những bạn học viên mà muốn ở trong trung tâm thành phố Brisbane, thì chúng tôi có liên kết với cả chương trình student one là nơi cung cấp nơi ở cho các bạn học viên trên 17 tuổi ạ. Các bạn học viên nếu mà muốn ở trung tâm thành phố thì có thể lựa chọn chương trình này ạ. For under 18 students, if they come Australia by themselves, they have to live in homestay. And for adult students, if they want to live with homestay to have some experience with the Australia life, we can arrange that as well. Đối với những bạn học viên mà dưới 17 tuổi, thì các bạn phải ở trong chương trình homestay, có nghĩa là ở với cả một gia đình bản địa Úc. Tuy nhiên thì đối với những bạn học viên mà trên 18 tuổi mà muốn tham gia vào chương trình này ở với cả gia đình bản địa để các bạn có thể quen được với cả cái cách sống, cái văn hóa của người bản địa thì chúng tôi cũng có thể sắp xếp chương trình này đối với các bạn trên 18 tuổi. And we also provide an airport service so students come to Australia and they can choose our way to help them to pick them from the airport and send them to the accommodation. Đối với những bạn học viên mà tự đi sang Úc thì chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ để có thể là đón tiếp các bạn ở sân bay và đưa các bạn về khu ký túc xá của trường ạ. Yes, and the theme of our school is study and make friends. We care about our education qualification and also want our students come to Australia, make friends with other people. Chương trình của chúng tôi thì tập trung vào việc các bạn sang Úc để có thể học tiếng Anh. Và một điều rất quan trọng nữa là các bạn có thể làm quen và kết bạn với cả những bạn đến từ nền văn hóa khác ạ. Okay, so after introduce about the English program, I will introduce something of our vocational program. Vừa rồi là cô Jasmine vừa mới trình bày về chương trình học tiếng và bây giờ cô sẽ trình bày về chương trình học nghề ạ. This is Stu. Some of you might already met him before. He is the head of our vocational program. Đây là thầy giáo, có thể như một số quý vị đã gặp trước đây rồi. Đây là thầy giáo giám đốc của chương trình đào tạo nghề của trường Sheffield ạ. Okay, so basically we currently have course in business, information technology, education, which means the early childcare program, and also the individual support program. Các khóa học chúng tôi thì cung cấp rất nhiều nghề, ví dụ như là từ khóa học về ngành dịch vụ, khóa học về ngành công nghệ thông tin, khóa học về giáo dục, cụ thể đây là chăm sóc trẻ em trong giai đoạn còn nhỏ. And what we can provide is for every courses we provide a small class size to make sure student can get the same education resource from the school and the teacher. Để đảm bảo được chất lượng đào tạo thì chúng tôi sắp xếp những cái lớp học với sĩ số nhỏ để các bạn học viên có thể được tất cả
mọi bạn học viên thì đều có thể tiếp cận được với cả cái sự chú ý của giáo viên cũng như là có thể tiếp cận được với cả nguồn học liệu của nhà trường cung cấp ạ. And for vocational program, we run it in two different campuses. One is Brisbane, another is Gold Coast. Đối với chương trình đào tạo nghề này thì như tôi nói ở trước đây thì chúng tôi có hai cơ sở, một là ở thành phố Brisbane và thứ hai là ở, ở bờ biển vàng ạ. The course like early childcare program and also the individual support, we will help students to get a placement in Australia, which means when they graduate, they will have working experience and also the qualification from Australia. Đây là chương trình mà vừa học tiếng vừa học nghề, cho nên là sau khi các bạn học viên tham dự xong chương trình này thì các bạn có được chứng nhận thời gian làm việc cũng như là bằng nghề được chấp nhận ở Úc ạ. And also Sharpstone has a strong industry partner network, so we can provide different kinds of internship or the placement opportunities for students no matter which courses they enroll with us. Trường Sharpstone thì có mối liên kết rất tốt với cả tất cả các ngành công nghiệp, tất cả các ngành dịch vụ ở Australia, cho nên là trường có thể tự tin giới thiệu được cho các bạn học viên sau khi tốt nghiệp một cái cơ hội làm việc ở tất cả các ngành nghề, không quan trọng là các bạn có chọn cái chương trình nghề nào. And because the education system, Sharpstone offered nationally recognized vocational program, which means once a student get a qualification from us, they can go to apply with other universities and get the credits to transfer. Chương trình đào tạo của Sharpstone thì là chương trình đào tạo được chấp nhận trên toàn nước Úc, cho nên là đối với các bạn học viên sau khi học xong chương trình này mà có nhu cầu muốn học chuyển tiếp lên các trường đại học của Úc thì với cái bằng nghề được chấp nhận này thì các bạn có thể chuyển có thể được quy đổi được những cái bảng điểm đó sang các cái bảng điểm ở trường đại học để có thể học tiếp chương trình đại học ạ. And this is the campus map again. It's just because it's different programs, so we just use the different outline to show that. Đây là một cái hình ảnh của khu nhà trường ạ. Như mọi người có thể thấy là như khi nãy là rất gần với cả trung tâm thành phố Brisbane. This is the Gold Coast campus. And another one thing is besides the courses I have mentioned, we also applied the hospitality and the commercial cookery this year. We are waiting for the department to approve that. Once we get the course and we can bring more information to you. Bên cạnh những cái khóa học trước đây thì đặc biệt là năm nay thì chúng tôi có cung cấp thêm hai chương trình mới, một là chương trình nhà khách sạn và thứ hai là chương trình nấu ăn. Thì ngay khi mà phòng đào tạo của nhà trường cung cấp được thông tin thì chúng tôi sẽ gửi thông tin đấy đến quý vị ạ. So the first part of our vocational courses is the Department of Business. Đầu tiên thì đó là phòng kinh doanh của chúng tôi. Đây là chương trình đào tạo về kinh doanh ạ. So we have the school, Sharpstone School of Business. So the courses is start from the Certificate 3 in Business to Certificate 4. And also we have Diploma in Leadership and Management and also Project Management. Đây là khóa học được cung cấp bởi trường kinh doanh Sharpstone. Chúng tôi cung cấp những cái chứng chỉ từ chứng chỉ số 3 của kinh doanh đến những chứng chỉ như diploma liên quan đến quản trị và lãnh đạo, và ngoài ra thì có chứng chỉ liên quan đến quản lý dự án. Business is still the most popular program in almost every country, so we have the most students studying in the business sector. Khóa học về kinh doanh thì là khóa học mà phổ biến nhất đối với tất cả các bạn sinh viên, cho nên đây là khóa học mà chúng tôi có nhiều sinh viên nhất ở trường. Different courses has different entry requirements. From the Certificate 3, we can accept the students who is over 17 years old. If student don't have English results, we can have the package course with our English courses. Đối với cả những chương trình đào tạo kinh doanh này thì chúng tôi đối với những bạn học viên mà
chưa có chứng chỉ tiếng Anh thì chúng tôi có thể kết hợp cùng với một gói ngoài chương trình đào tạo nghề kinh doanh ra thì có thể kết hợp chung với cả chương trình đào tạo tiếng. Yeah, so here is the some course introduction of the business, and I will share these documents with you after we finish today's event. Đây là những cái chương trình giới thiệu về khóa chứng chỉ 3 và chứng chỉ 4 của kinh doanh. Thì nhà trường sẽ cung cấp lại những cái văn bản này cho quý vị sau chương trình. We have a list of the career opportunities for students who study and finish the course. If students only do the certificate 3, after that they are eligible to become a receptionist, records clerk, and administrative assistant, things like that. And if they do the certificate 4, the career opportunities is a little bit higher level for them, so they can do the office administrator, analyst, and a personal assistant. Đối với từng chương trình này của chúng tôi thì đầu ra các bạn thì có những cái cơ hội làm việc khác nhau. Ví dụ như là đối với những bạn mà hoàn thành chương trình chứng chỉ 3 thì các bạn có thể có những cái công việc ví dụ như là lễ tân của bệnh viện, ví dụ như là có thể làm trợ lý của quản lý văn phòng, vân vân. Bên cạnh đấy thì đối với những bạn mà hoàn thành chương trình chứng chỉ 4 thì các bạn có thể trở thành là quản trị viên của văn phòng hoặc là có thể là trở thành những cái trợ lý cá nhân. So you can find our entry requirement in this document. So students after 16 years old and after they finish the year 10, which means the first year of the senior high school, yeah, they are eligible to attend the certificate 3, which means that some students, they don't want to continue their high school in Vietnam, they can come to Australia to do the vocational courses. Điều kiện đầu vào của chương trình chứng chỉ 3 này đó chính là các bạn tối thiểu là 16 tuổi và hoàn thành xong lớp 10 thì và có chứng chỉ IELTS tối thiểu là bên điểm 5. Thì đây là chương trình đặc biệt phù hợp với cả những bạn học viên nào mà không muốn học chương trình trung học phổ thông ở Việt Nam, mà sau khi các bạn học xong lớp 10 các bạn có thể tham gia chương trình này. All of our courses duration is 56 weeks including the holiday, which means a 1 year program for each course. Đối với những chương trình diploma này thì chương trình sẽ kéo dài 56 tuần kèm thêm cả tuần nghỉ ạ. Yeah, and as these courses are diploma level, so you can see the career opportunities higher position or title. So they could be office manager levels, and also they could do the project leader. So just this one. Đối với những bạn học viên mà hoàn thành chương trình diploma này thì các bạn có thể có những cơ hội việc làm ở mức độ cao hơn, ví dụ như là ở những mức độ quản lý của văn phòng hoặc là quản lý dự án. Yeah, and for the project management is good for students who has the IT or the construction background. Đối với những bạn học viên mà muốn có được những cái công việc sau cái khóa học diploma liên quan đến quản lý này thì đặc biệt là cơ hội rất là lớn đối với cả những bạn mà học xong chương trình về công nghệ thông tin và học xong chương trình về xây dựng ạ. And also we have the advanced diploma of business, it's a little bit higher level of the diploma level, so you can see the student after finish that could be the business manager and business analysis, which means they have the background and also the knowledge of the industry and how to manage people. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cung cấp cả khóa học diploma nâng cao. Thì đây là đặc biệt là khóa học mà các bạn học viên có thể trở thành những cái người mà quản lý của doanh nghiệp hoặc là những cái người mà những cái chuyên gia phân tích doanh nghiệp. Thì... Okay. And then we have certificate 4 in information technology. IT is still very high trend of every country. So our course is focusing on the website development. Bên cạnh đấy thì chúng tôi có cung cấp khóa certificate 4, khóa chứng chỉ 4 cho các bạn, đặc biệt là cho ngành công nghệ thông tin. Thì như mọi người biết được là công nghệ thông tin là một ngành rất hot hiện nay. Thì đối với chương trình chúng tôi cung cấp thì đặc biệt là tập trung vào những bạn mà muốn tham gia vào chương trình là xây dựng website.
Yeah, because this time I come to Vietnam, I found you have the app like Zalo, like the Momo, and some wallet can pay on digital way. So which means the IT is still the new trend for the working industry. Will help the student to get a job easily. Khi mà cô Jasmine sang Việt Nam thì cô thấy là ở Việt Nam bây giờ đang phát triển những cái ứng dụng rất là mạnh, ví dụ như là Zalo, như là Momo. Thì cô thấy là khi mà các bạn học xong chương trình này ấy, thì cái cơ hội làm việc của các bạn rất là lớn ạ. And also for the IT students, we have the diploma level as well, which a little bit higher than the previous one. So after that, student could do the IT office manager, which means they can manage the IT department in the company, and also could be the web developer and a programmer like that. Cuối cùng thì chúng tôi có chương trình diploma về công nghệ thông tin, thì đây là chương trình cao hơn chương trình chứng chỉ 4 ở trước. Thì sau khi các bạn học xong chương trình này thì các bạn có thể trở thành là cả trưởng phòng công nghệ thông tin, các bạn có thể trở thành những lập trình viên phần mềm hoặc là lập trình viên web ạ. Other courses, each course has different entry requirements. Just make sure you check this part. But if you have any question, just feel free to contact me to ask me. That's all good. Đối với mỗi một chương trình, đối với mỗi một khóa học ấy, thì sẽ có những cái điều kiện đầu vào khác nhau. Thì nếu mà quý vị phụ huynh có ai mà có câu hỏi gì thì cô luôn luôn sẵn lòng trả lời ạ. And then we have another college is for the early childcare education and individual support. Tiếp theo thì cô giới thiệu về chương trình giáo dục tức là chăm sóc những cái chăm sóc trẻ em giai đoạn đầu ạ. You could remember based on different color. The blue one is for business and IT. The orange one is early childcare and individual support. Như quý vị có thể thấy là chương trình kinh doanh trước thì nhà trường để cái tông màu xanh, và bây giờ khi mà sang chương trình chăm sóc trẻ em này thì nhà trường để tông màu cam. So early childcare program is also start from certificate 3, but the entry requirement is 17 years old and has to finish the first year of the senior high school, but with a little bit higher English requirements. It requires the IELTS 5.5 or equivalent. Tương tự chứng chỉ 3 của ngành này thì có yêu cầu đầu vào tương tự như là của ngành kinh doanh. Tuy nhiên ấy, thì nó có một điểm khác, đó chính là trong khi chương trình kinh doanh thì đòi hỏi chứng chỉ IELTS 5.0 thì chương trình này yêu cầu đầu vào cao hơn một chút, đó chính là chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc là các cái chứng chỉ tương đương. So after certificate 3, student could be eligible to become a child care worker, and then they can go further with the diploma of early child care education. After that, they are eligible to become child care worker and also the center manager. Cơ hội làm việc sau khi mà các bạn học viên tham dự chương trình chứng chỉ 3 này thì các bạn có thể trở thành những giáo viên mầm non. Sau đấy rồi thì nếu mà các bạn hoàn thành chương trình diploma thì ngoài cơ hội làm việc là giáo viên mầm non ra thì các bạn có thể trở thành là giám đốc trung tâm. And student will have the placement since from the week 6. So students are very easily to get a job in Australia, and our graduate employee rate is around 96%. Đây là một chương trình mà có tỷ lệ việc làm rất là cao. Chúng tôi liên kết với cả rất nhiều những cái cơ sở đào tạo khác nhau ở nước Úc, cho nên là cơ hội việc làm sau khi các bạn có được chứng chỉ này là trên 96%. This is the new course for us. We have the diploma of communities start from the certificate 3 in individual support, and we focus on the aging support. Đây là một chương trình chăm sóc sức khỏe mới của trường Shafton. Thì trường này cung cấp cho các bạn từ chứng chỉ 3 đến diploma liên quan đến việc chăm sóc người già. So this course has two parts. The first one is certificate 3 in individual support. After that, they could be aged care worker, personal caregiver, residential aging support. Cô
cũng tương tự các chương trình trước thì chương trình này cũng bắt đầu từ chứng chỉ 3, là sau khi các bạn hoàn thành chứng chỉ 3 thì các bạn có cơ hội để trở thành những người chăm sóc ở trong viện dưỡng lão, những người mà chăm sóc cá nhân hoặc là những người mà chăm sóc tại gia đình cho những người già. And based on that, a student can go to diploma of community service. It's a little bit higher than that. Student could be community service manager, service case manager, and center manager, things like that. Chương trình cao hơn đó chính là chương trình diploma. Thì sau khi mà hoàn thành chương trình diploma này thì các bạn có thể trở thành những cái người quản lý ở trong những cái trung tâm bảo trợ xã hội, có thể trở thành những cái cũng có những cơ hội làm việc giống như chương trình trước, nhưng ở mức độ quản lý. At this stage, Australia do lack of people in both health sector and also the early child care program. So it's very good chance for students to come Australia to study, get a qualification, then get a job here for 2 years. Then student can get more experience. And cũng tương tự như là chương trình chăm sóc trẻ em, thì đây là một trong những chương trình mà có cơ hội làm việc rất là cao. So this is kind of like we provide a package for students who come to Australia to study vocational with us. If they don't have enough English level, they can study English with us first, then go into the vocational program. Đây là chương trình mà trường Shelton cung cấp là đối với những bạn học viên mà chưa có chứng chỉ tiếng Anh, thì các bạn có thể sang Úc và học chứng chỉ tiếng Anh cùng với là trường trước khi chuyển tiếp sang chương trình học nghề. Yeah. And also the job ready program I have mentioned before, teach students to coffee and table service is also eligible for our vocational students. Như cô nói phía trước thì chương trình sẵn sàng chuẩn bị cho công việc, chương trình chuẩn bị cho công việc ấy, thì có cung cấp cho các bạn học viên hai chương trình là chương trình pha chế và chương trình nhà khách sạn. Thì đấy là cũng là những chương trình mà được cấp visa cho chương trình học nghề của trường Shelton ạ. Okay, here is some student experience and the live pictures. Đây là một số hình ảnh của học viên học tham dự tại trường Shelton ạ. Yeah, this is the similar program with the accommodation. Students can choose to live in the on-campus accommodation or the student one, or they could rent a share house in Brisbane. Yeah. Như mọi người có thể thấy được là đối với cả nơi ở thì các bạn có thể lựa chọn ở trong ký túc xá trong trường, hoặc là các bạn có thể tham dự vào chương trình là student one là ở tại trung tâm thành phố Brisbane, hoặc là các bạn học viên có thể cùng nhau thuê một cái nhà và có thể chia sẻ nhà cùng nhau. Yeah, also airport pickup and drop off service eligible for the vocational students as well. Chương trình học nghề thì chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ là đưa đón các bạn từ sân bay ạ. So this is the everything of our ELE course and the vocational courses. For vocational students, we hope we could building brighter futures for them. Vừa rồi là phần chia sẻ của cô Jasmine về hai chương trình, một là học tiếng và hai là chương trình học nghề. Thì cô hy vọng là tất cả những chương trình của trường Shelton được thiết kế ra để có thể là xây dựng một cái tương lai tươi sáng hơn cho các bạn học viên ạ. Dạ vâng, chắc là những thông tin vừa rồi cũng rất là thú vị, cũng rất là chi tiết đúng không ạ? Đến từ đại diện của trường Shelton đã chia sẻ đến toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Chắc là quý vị rất nhiều nội dung như vậy thì chắc hẳn chúng ta cũng có rất nhiều những thắc mắc liên quan đến các chương trình đào tạo về cả học tiếng lẫn chương trình đào tạo du học nghề tại trường Shelton đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chắc là xin trân trọng kính mời toàn thể tất cả các anh chị, chúng ta nếu có thắc mắc thì hãy mạnh dạn giơ tay để có thể chia sẻ với toàn thể ban lãnh đạo cũng như là đại diện đến từ trường Shelton sẽ đại diện để có thể chia sẻ những cái thắc mắc đó đối với toàn thể quý vị ạ. Các anh chị có ai có thắc mắc gì không ạ? Các anh chị hiện tại đang ở trên Zoom theo dõi thì chúng ta có thể là gửi tin nhắn lên trên khung chat giúp cho ban tổ chức để ban tổ chức có thể cập nhật những câu hỏi dành cho toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin mời anh Hiếu ạ.
thì Hiếu cũng đi làm tuyển sinh thì cũng gặp rất nhiều những trường hợp hiện tại đang hỏi về cái chương trình du học tiếng. Đối với hiện tại thì thông tin đưa ra thì là học sinh là dưới 17 tuổi đúng không ạ? Dưới 17 tuổi thì xin cái thủ tục như là thứ nhất là cái hồ sơ, thứ hai nữa là cái lộ trình về đăng ký học theo kỳ, hay là có thể đăng ký học tất cả các thời điểm trong năm, tức là cái thời điểm, và một cái điểm nữa tức là cái mức học phí cũng như là cái mức chi trả ăn ở cho các em khi mà ở homestay ấy, thì nó khoảng là bao nhiêu tiền tính ra theo cái kinh phí, thì cái đấy thì nhờ phía Thu hay là Quang có thể dịch hộ nội dung của họ. Alo. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời chị Hương Thu sẽ trở về sân khấu để có thể hỗ trợ và phiên dịch lại câu hỏi vừa rồi của anh Hiếu đúng không ạ? Thứ nhất nhé, thứ nhất là về chương trình du học tiếng, thì là học sinh là dưới 17 tuổi, tức là đang học trung học phổ thông, thì từ lớp 10 dưới 17 tuổi thì là có yêu cầu cái trình độ là cái lứa tuổi tối thiểu không, là tối thiểu là bao nhiêu, thì mình có 17 tuổi trở xuống thì tối thiểu là bao nhiêu là một. Cái thứ hai là cái học bạ thì là có yêu cầu về điểm số không nhá, học bạ yêu cầu về điểm số không. You mean the high school preparation program, right? Okay, so for the high school preparation and the primary English preparation, it also belongs to our ELLE course. So the first application form for you is this one. Hello. Okay, so as you can see, for the high school students, we require student over 12 years old to 17. Độ tuổi là sẽ từ 15 tuổi cho đến 17 tuổi ạ. Okay, so in this first one, you need to fill up student's name, the age, and because it's under 18 students, so we have the under 18 student fair form. This is the second one. Sorry, need a time to loading. I open that folder again. Mình sẽ phải điền một cái form về về welfare và về nhà ở ký túc xá đây. Yeah, so the second form is under 18 student welfare and accommodation form. And in this form, we need a student's detail and a parent details. Đây là thông tin về người bảo trợ ạ. Mình sẽ phải điền thông tin người bảo trợ ở đây. Yeah, and as you ask about accommodation, just make sure you will provides the alteration here. As you can see, you need to click this one to let us know the student need to be arranged with homestay. Đối với nơi ở thì là lúc mà các bạn ấy điền đơn đăng ký thì các bạn nhớ đánh dấu vào cái phần homestay đấy để nhà trường biết sắp xếp chương trình homestay cho các bạn. Yeah, this is in the first application form, we also request the information about the homestay, which means we need to double check based on these two forms. Cũng tương tự là khi mà các bạn đăng ký học thì sẽ có hai cái đơn đăng ký, thì các bạn nhớ là phải đánh dấu vào cái phần homestay của cả hai đơn ạ. Yeah, so here is the fees for homestay. As you can see, I will share this form with you guys later. So for under 18 students, especially for the age between 12 to 16, they have to choose extra care, which means the host family will provide 3 meals every day and pick up and drop off students to school and from school. Như mọi người có thể thấy là đây là cái bảng về chi phí ở homestay. Thì đặc biệt là đối với cả những bạn học viên mà từ 12 đến 17 tuổi ấy, thì các bạn ấy phải đăng ký vào chương trình chăm sóc đặc biệt. Có nghĩa là cả gia đình homestay
của các bạn ý thì sẽ cung cấp cho các bạn ý là 3 bữa ăn cũng như là cung cấp cái việc đi lại cho các bạn ý từ trường về nhà và từ nhà đến trường. So the first part of the fee is the placement fee is 260. Student only need to pay once. Các phần chi phí này thì chi phí đầu tiên là chi phí đăng ký thì là 260 đô Úc, các bạn chỉ phải trả một lần. Mọi người nhớ là đây là đô Úc chứ không phải đô Mỹ ạ. And then the weekly rent is 520 per week. Đối với những bạn học viên mà tham dự chương trình chăm sóc đặc biệt tức là từ 12 đến 17 tuổi thì chi phí là sẽ là 520 đô một tuần ạ. And this fee including 3 meals every day and the transportation on weekdays. Cái chi phí 520 đô này thì là đã bao gồm chi phí ở, chi phí ăn uống 3 bữa một ngày cộng với cả chi phí đi lại của các bạn ạ. Đã bao gồm tất cả. So just make sure if you send under 18 students, they need to complete both the ELLI course application form and also the under 18 student welfare form, and make sure their parents or the guardian put the name here and also put the signature here. Các bạn khi mà đăng ký chương trình này thì các bạn nhớ là phải điền hai đơn đăng ký, đặc biệt là đối với những bạn mà dưới 18 tuổi thì người bảo trợ của các bạn ý, bố mẹ hoặc người đại diện pháp luật thì phải ghi vào cái đơn đấy để đồng ý cho các bạn đi học ạ. Yes, and if you help the student or parents to complete the application form, make sure you put EI group here on the agent details, then we could make a record. Ở cái phần đơn đăng ký này thì có một phần để ghi về đơn vị tư vấn thì là đấy là EI group ạ. Ở về cái học bạ hay là có một yêu cầu gì đặc biệt đối với hồ sơ của học sinh dưới 17 tuổi không? Em hỏi xem. Is there any special academic requirement for any student below 17? For example, like about the GPA? No, not really. Basically, the student need to get average 70% of their academic performance. 70%. Cô bảo là chương trình này thì không có yêu cầu đặc biệt gì về điểm số, nhưng mà các bạn phải hoàn thành tối thiểu là 70% của các cái môn học. Thì cái này thì nó tương đối khác so với cả của Việt Nam. Thì ở nước ngoài thì các chương trình học thì các bạn sẽ đăng ký các bạn học, nhưng ở Việt Nam thì tất cả bạn học viên sẽ phải tham dự tất cả các môn học rồi, thì cho nên là ở Việt Nam thì các bạn đều hoàn thành 100% rồi. Thì cái đấy nó không phải là một cái rào cản với các bạn học viên. Ở Việt Nam ấy thì mình có một cái kỳ tháng 9. Thế thì đối với các chương trình học tại Úc như này thì là nó cái căn cứ theo kỳ không, hay là bất cứ thời điểm nào trong năm mình đều làm hồ sơ cho học sinh đi sang học được? In Vietnam, the academic year start in September. Is there any specific month for the like entrance? So our high school preparation, we start every Monday. So no matter which day student want to come, they can just start in that Monday. But it's based on the duration and which school the student will enter after. So we need to submit the application in advance. Then we can have a check and let you know which day will be the best day for students. So there's no specific terms? Yeah, no. For the high school preparation program, we don't have specific ones. But for the primary, we have, and I can share the full intake dates with you. Okay. Thì đối với những bạn học viên mà tham dự vào chương trình chuẩn bị cho cấp 3, tức là những bạn học viên mà học xong lớp 10 á, thì các bạn ấy sẽ không có một cái kỳ nhập học cụ thể, mà các bạn ấy khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ thông báo thông tin cho trường và trường sẽ thông báo lại. Thì các khóa học đấy thì bắt đầu vào tất cả các thứ hai, cho nên là các bạn sang thì trường có thể cung cấp vào cái ngày thứ hai gần nhất để các bạn có thể học. Tuy nhiên thì đối với những bạn học sinh tiểu học ấy, thì nhà trường sẽ có 4 cái kỳ nhập học cụ thể đấy, như là cô chia sẻ trên hình. Thì cụ thể đây vào năm 2023, tức là năm nay, thì 4 kỳ nhập học thì chúng ta đã qua kỳ số 1 rồi, qua kỳ số 2 rồi, cho nên là còn 2 kỳ nữa là mùng 10 nhập học vào mùng 10 tháng 7 và kết thúc vào 15 tháng 9, và kỳ cuối cùng là nhập học vào mùng 3 tháng 10 kết thúc vào mùng 8 tháng 9 nữa. Vào tháng 12. This is the primary school's preparation. We only have 4 terms this year. So and for the high school preparation, basically they start every Monday. Đấy, thì chia sẻ vừa rồi đó chính là tất cả những cái khóa học
Cấp 3 thì các bạn ấy có thể bắt đầu bất cứ khi nào ạ, mà khóa sẽ bắt đầu vào tất cả thứ hai ạ. Rồi ok. Thì còn cái vấn đề về liên quan đến học phí của trường ấy, dành cho các cái khóa học như thế này thì là nằm ở khoảng dao động. He's asking about the tuition fee for both of the courses. So every quarter we will have a different price list. I will share with your email address every quarter. So this quarter, where is the mouse? So if there are two parts. This one is for the adult English program, and you scroll down, you could see the fee for the under 18 student. High school preparation is based on the duration the student will need. So basically, most of the Vietnamese student will apply 20 weeks. So the weekly fee will be 450 per week. And for the primary English preparation, I currently do the promotion for Vietnam market. So original price is 500 a week, but for Vietnamese students is 450 a week. Có thể thấy được là ở đây khóa học thì học phí được chia làm hai phần. Cái khóa trên là ở phía trên là khóa tiếng Anh cho người lớn, ở phía dưới này là khóa học chuẩn bị cho các bạn học viên dưới 18 tuổi. Thì chia làm hai phần, phần đầu tiên là chính là khóa học cho các bạn học sinh cho cơ sở trung học phổ thông. Thì chi phí nó sẽ phụ thuộc vào khóa học của các bạn ý. Ví dụ như là đối với những bạn mà học các khóa mà trên 20 tuần thì chi phí sẽ là 450 đô Úc trên một tuần. Còn đối với những bạn học sinh tiểu học thì hiện giờ nhà trường đang có cái mức giảm ở đây là 400, cũng là 450 đô trên một tuần. Tuy nhiên thì mọi người chú ý là đối với các mức phí này thì nhà trường sẽ cung cấp, ví dụ như hiện tại thì đây là mức phí mà nhà trường đang giảm. Còn đối với mỗi một quý thì nhà trường sẽ có một cái mức phí mới. Thì hiện giờ đây là mức phí mà nhà trường đang ưu đãi. Nhân tiện hỏi về mức phí thì cho anh hỏi là cái lộ trình đóng ấy có thể chia nhỏ được không? Tức là đóng hàng tháng hay là hàng quý được không, hay là phải đóng hàng năm? Asking about the term of payment, so the fee should be paid in France, or is there any like financial program that installment? Because under 18 market is kind of like a special market. So basically we are eligible to have the installments if student apply for more than 25 weeks. So most of the student will only apply 20 weeks. So there is no installments. They have to pay all the tuition fee in advance. Cô có nói rằng là đối với những bạn học viên mà dưới 18 tuổi thì nếu như các bạn đăng ký những chương trình tiếng Anh mà trên 25 tuần thì nhà trường có thể là cho đóng theo các kỳ khác nhau. Tuy nhiên thì hầu hết các bạn học viên sang thì chỉ cần học chương trình là 20 tuần thôi, cho nên các bạn phải đóng toàn bộ cái chi phí học tiếng từ trước ạ. Còn những bạn nào mà học trên 25 tuần thì nhà trường có thể sắp xếp để có thể là chi trả theo từng đợt ạ. And this is also good for the student visa apply, because once they pay all the fee in advance, that will be easier for them to get a visa successfully. Cái này cũng là một yêu cầu quan trọng, bởi vì là các bạn học viên sẽ có đảm bảo được là xin được visa nếu như các bạn đóng toàn bộ học phí rồi. Còn nếu như các bạn mà chưa hoàn thành học phí thì cái tỷ lệ đậu visa nó sẽ thấp hơn nhiều ạ. Còn một cái vấn đề cuối mà em muốn nhờ em hỏi nhé. Tức là học sinh thì sau khi ở homestay được một thời gian ấy, thì gia đình lại muốn có người sang để chăm sóc. Đấy, ví dụ bố hoặc mẹ sang để chăm sóc ấy, thì cái bên phía nhà trường có thể hỗ trợ thư mời hay là các cái liên quan đến visa, hỗ trợ thông tin ấy, liên quan visa để học, để cha mẹ học sinh có thể sang để sống và chăm sóc các bạn được không? Cho em hỏi là cái thời gian chăm sóc, tức là bố mẹ sang thăm hay là bố mẹ muốn ở một khoảng thời gian ở lại cùng với con ấy, trong khóa học của con ấy, để chăm thăm nuôi kiểu như vậy. Tức là thời gian dài đúng không? He's asking about for student under 18, when parents want to visit and will stay longer time to take care of the student, is there any support from school to help the parents to get the visa or for long term stay? School cannot help the parents to lodge the visa application.
Yeah, so if the parents want to come to Australia, it's still based on which kind of accommodation they want. The first one is the parents can apply for the guardian visa, which means they need to stay for the whole period of student study. And the second one is the parents can apply for the visitor visa, so they can come to visit for a while, yeah, like that. Cái này là theo luật của Úc ấy, thì là bố mẹ là sẽ không, nhà trường sẽ không được phép là hỗ trợ phụ huynh xin visa. Tuy nhiên thì theo như luật ấy, thì bố mẹ nếu mà các bậc phụ huynh mà muốn sang chăm sóc con thì có thể có hai diện. Viện đầu tiên đó chính là bố mẹ có thể là đăng ký về visa người bảo trợ đối với những bạn học sinh mà dưới 18 tuổi. Đối với những bạn học viên mà học chương trình tiểu học thì có nghĩa là cả bố mẹ phải sang cùng với con ngay từ ngày đầu. Trong toàn bộ cái thời gian mà con học. Bên cạnh đấy thì bố mẹ cũng có thể, trường hợp thứ hai là bố mẹ có thể đăng ký cái dạng visa du lịch, thì có thể là sang thăm con trong một khoảng thời gian ngắn, và đấy là visa du lịch thì sẽ là visa một lần, có nghĩa là ra vào Úc và sẽ hết thời gian thì sẽ quay về và sẽ hết visa. Okay, thank you very much. Thank you. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Trung Hiếu đã có những câu hỏi rất là chi tiết, đặc biệt là chương trình dành cho các bạn học sinh dưới 18 tuổi, đúng không ạ? Và kể cả về phần lịch học cũng như là chi phí học trong suốt quá trình học tập tại Úc. Thì không biết là hiện tại còn anh chị nào đang có thắc mắc muốn đặt câu hỏi để cho đại diện bên phía trường Úc không ạ? Dạ vâng, xin mời Chủ tịch Đinh Khắc Tuấn ạ. Tôi có một câu hỏi là cái chương trình mà Study Center ấy, mà chúng ta chuẩn bị mở thì cái cách thức điều kiện tuyển sinh đầu vào như thế nào? Ví dụ như là tuyển lớp 10, lớp 11 hay lớp 12 và học ở Việt Nam thì bao lâu? Sang Úc học bao lâu? Và nếu mà học như vậy thì cái chứng minh tài chính hoặc là các cái điều kiện tuyển dụng như thế nào? He's asking about the cooperation between Shafton and EI about the study center program. What is the requirement for a student, for example, entrance, any special requirement? I'm still waiting for the finalizing from Stu and Peter, because that's why they are not here. They are working so hard to finalize that. Yeah. Chương trình này thì nhà trường đang soạn thảo một cái chương trình riêng ưu đãi cho AE. Bởi vì hiện nay thì đại diện của trường rất nhiều người đang không có mặt ở đây để có thể là cung cấp được một cái chương trình tốt nhất cho các bạn học sinh của AI Group ạ. Cho nên là chương trình cụ thể sẽ được gửi đến các quý vị sau ạ. Yeah, I think Peter and Stu might visit Vienna again in next month. Yeah, so last time we had a meeting, they mentioned like that. So once they finalize the itinerary and the schedule, I think we will share with you as well. Yeah. Thầy Peter và thầy Stuart thì sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng tới và sẽ kèm theo là mang theo chương trình để cung cấp cho tập đoàn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ đến từ đại diện bên phía trường của tôi tại Australia. Và như quý vị cũng đã biết thì sắp tới chúng ta sẽ có một chương trình cực kỳ tuyệt vời mà đến từ trường Sutton, đúng không ạ? Đó, sẽ chia sẻ đến toàn thể quý vị trong tháng tiếp theo. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ đặt những câu hỏi tiếp theo dành cho ban tổ chức chúng tôi ạ. Xin mời ạ. Sau đây tôi xin hỏi về cái chương trình du học nghề. Chương trình du học nghề thì học sinh sang học ấy, thì cái số giờ các bạn tham gia học là bao nhiêu giờ trên một tuần, và cái số giờ thực hành bao nhiêu giờ trên một tuần? He's asking about the learning hours for the vocational training program. Like how many hours for the learning course and how many hours for the internship? Give me a second. Yeah. Thì chương trình cũng là cả, sẽ là cả 20 giờ một tuần, còn thông tin cụ thể thì xin gửi tờ rơi đến. So I only bring 5 copies this time, so you might be share for a while. So but I will share the digital version later of today. So you can see there is a timetable for the course in this page. So basically students will have 2 days on campus from Monday. One day is the academic day, so we will have the courses, and another day is we have some consultation with our trainers. So basically 4 days on campus. And for the internship is based on student English level and their academic results, so it's quite different.
Thì đối với chương trình học thì các bạn học viên là sẽ học từ thứ hai đến thứ sáu. Còn cái phần về thực tập thì nó sẽ phụ thuộc vào trình độ tiếng các bạn học viên. Ví dụ như những bạn nào mà trình độ tiếng các bạn đã đủ tốt rồi thì các bạn có thể là tham gia thực tập nhiều giờ hơn. Cái câu hỏi thứ hai là các bạn sang đó các bạn có nhu cầu về cái kinh tế thì các bạn có nhu cầu đi làm thêm để trang trải ăn học bên kia thì nhà trường có tạo điều kiện giới thiệu việc làm cho học sinh không? He asking about besides internship, if student want to take part-time job to get extra income, will the school provide like consultation or suggestion for students? Yes, of course. We have the different consultation like the working industry network. So we will help the student to let them know how to get ready to prepare the interview, how to drop their resume or cover letter to find a job. Yep. He means that during the vocational program, not after they graduate. Thì cô có chia sẻ là nhà trường là sẽ hỗ trợ các bạn học viên, nhà trường là có chương trình giúp cho các bạn học viên có thể sẵn sàng làm việc được. Có nghĩa là nhà trường sẽ hỗ trợ các bạn là tìm các đối tác đối với ngành cụ thể của các bạn. Bên cạnh đấy thì nhà trường cũng hỗ trợ các bạn luyện tập phỏng vấn, luyện tập viết thư xin việc, vân vân. Cái này là trong quá trình mà các bạn học luôn, chứ không phải là đến khi tốt nghiệp thì các bạn mới có thể sử dụng dịch vụ này ở trường ạ. Dạ. Yeah. Nhà trường sẽ hỗ trợ ạ. Sorry. And also need to let student know if they are holding student visa, there is a working rights limitation. Before the 13th of June, they can working without limitation. But after the 1st of July, they can only work 48 hours every 2 weeks. Chính sách của Úc thì các bạn học viên nên nhớ là nhà trường sẽ hỗ trợ, tuy nhiên việc ấy, thì các bạn ấy phải tuân theo như quy định của chính phủ, quy định của bang. Thì cụ thể là trước ngày 30 tháng 6 thì các bạn có thể làm việc không giới hạn thời gian, nhưng mà từ bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 thì chính sách thay đổi, có nghĩa là các bạn ấy chỉ được phép làm việc 24 giờ một tuần, tức là 48 giờ cho mỗi 2 tuần ạ. Thì đấy là chính sách của chính phủ ạ. Còn cái quá trình xin việc thì nhà trường vẫn luôn luôn hỗ trợ các bạn học viên ạ. Vâng, xin cảm ơn. Thank you. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất tuyệt vời. Và đó là câu hỏi liên quan đến du học nghề. Đó là câu hỏi liên quan đến du học nghề, đúng không ạ? Và các anh chị chúng ta cũng lưu ý đó chính là 48 tiếng trên 2 tuần, đúng không ạ? Thì đó chính là cái chính sách mà hiện tại trường đang hỗ trợ cho các bạn du học sinh ở tại trường. Đó. À, không biết là hiện tại có anh chị nào muốn đặt câu hỏi thêm về phía đại diện bên phía trường của bên Úc không ạ? Dạ vâng, trên Zoom thì chắc chắn là rất nhiều những câu hỏi chúng ta sẽ được đặt ra. Và chắc là để thay cho lời cảm ơn về những chia sẻ hết sức tuyệt vời từ phía cô Jasmine, đúng không ạ? Đến từ phía trường Saxton tại Australia, thì xin trân trọng kính mời Chủ tịch Đinh Khắc Tuấn và cô Vũ Bích Thủy sẽ tiến lên sân khấu để có phần quà muốn gửi đến phía đại diện bên phía trường Saxton. Xin trân trọng kính mời ông Đinh Khắc Tuấn và cô Vũ Bích Thủy ạ. A gift of gratitude from us, from our... Xin cảm ơn trường đại diện cô Jasmine, đại diện của trường Sharpton đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình chúng ta thì vẫn tiếp diễn để đặt những câu hỏi. Và thay mặt cho công ty thì xin tặng cô một món quà. So thank you very much for your speech today, and we will have the small gift for you and for Sharpton to and I wish our friendship and cooperation will be better in the future. Yeah. And our program still continue. Yeah. Dạ vâng, xin một tràng pháo tay của toàn thể quý vị để chúc mừng cho sự hợp tác của EI Group với trường Saxton trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tất cả các ban lãnh đạo, các công ty thành viên, các anh chị là cán bộ tuyển sinh sẽ tiến về phía sân khấu để lưu lại những bức ảnh thật đẹp trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đặt những câu hỏi về phía cho ban tổ chức chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, để trường, để phía quý trường.
chắc là xin mời bộ phận vận hành sẽ chuyển lại cho Mạnh cái background để phù hợp với lại Rồi, xin mời các anh chị là cán bộ tuyển sinh là ban lãnh đạo các văn phòng đại diện, văn phòng tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến lên sân khấu để chúng lưu lại bức ảnh thật đẹp với đại diện bên phía trường sát sừng của Jasmine ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời tất cả các anh chị ạ, chúng ta sẽ tiến về phía sân khấu đi ạ. Kính thưa quý vị thân mến, tập đoàn DI Group cùng các công ty thành viên cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục giấc mơ du học. Xuân Mạnh biết rằng hiện tại quý vị phụ huynh cũng như các em học viên đã có rất nhiều câu hỏi đang muốn đặt ra về phía ban tổ chức chúng tôi. Xin trân trọng kính mời toàn thể tất cả các anh chị chúng ta hãy nhanh chóng đặt câu hỏi về phía ban tổ chức để đại diện bên phía trường Southern ngày hôm nay sẽ có cơ hội chia sẻ với toàn thể quý vị những thông tin hữu ích. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức, tập đoàn DI Group cùng các đơn vị đồng tổ chức, Xuân Mạnh xin thay lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo các sở ban ngành, các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài nước và các bậc phụ huynh học sinh đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các ban lãnh đạo các công ty thành viên. I'm going to go to the hospital.